Có giỏi thì đi ra đây. Trái hay phải? Ôi rồi. Cái gì cơ? Cái gì cơ? Chấp luôn á. Khỏe đấy á. Ui ui. Mình không nghĩ là nó khỏe đến thế đâu. Nó cho thế. Rồi nha. Nó thay á, nó thay á, nó thay á. Biết ngay. Đứng cạnh bắt chân nhá. Rồi. Ném nó này. Ném choáng này này, ném keo vào mặt nó này. Ném keo mặt nó này, ném choáng nó phát nữa này. Ok. Rồi. Nó ra con si cờ á, nó ra con si cờ á, nó ra con si cờ á. Ôi. Cày thế. Đấy đấy, nó ra con si cờ kìa. Ờ, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Con này trước. Hai ba con. Đâu. Đây, tôi về đây. Đây nha. Vào 8 giờ tối nay mình sẽ livestream giao lưu cùng mọi người nhé. Nên mình hy vọng các bạn hãy bớt chút thời gian tham gia 8 giờ tối nay cùng mình cho nó vui nha. Trước khi bắt đầu video của buổi chiều hôm nay thì mình muốn gửi lời cảm ơn đến bạn Nhật Quang Nguyễn. Nguyễn Nhật Quang, bạn ấy gửi tặng mình một cái super thanh. Thì chủ yếu bạn ấy muốn khuyên mình là những cái lúc mà mình lướt kill shot hoặc là short lướt những cái con mà có khả năng lướt ấy, mà muốn dừng lại ở bất kỳ đâu đó, thì hãy bấm cái nút ESC trên bàn phím máy tính á, để nó đến cái nó bật lên cái màn hình cài đặt hoặc là thay đổi các thứ ấy, thì nó dừng lại luôn. Cái này thì các bạn cũng nói với mình chắc cũng phải tầm 1 năm hơn trước hay sao ấy. Nhưng mà mình kiểu mình không có thói quen với cái ngón tay ấy. Không biết các bạn thế nào, nhưng mà hiện tại cái khả năng chơi trên PC của mình nó cũng chưa phải là gì ghê gớm đâu. Các bạn thấy mình chỉ khóa chỉ tiến lui đúng không, rồi dùng kỹ năng đúng không, khóa mục tiêu là mình kiểu cái nút F ngay cạnh nút D mà mình nhiều lúc cái ngón tay mình còn không vơ được ấy. Nói chung là cái này về cái vấn đề kỹ năng sử dụng bàn phím thôi. Mình vẫn nói thật là chơi trên bàn phím vẫn chưa được ok đâu. Chủ yếu là tiến lui cả dùng kỹ năng thôi. Còn lại cua tay ra những cái nút, ví dụ ping 1, 2, 3, 4 để ping này là cũng rất là hậu đậu luôn. Lên cái nút cao hơn thì lại càng khó để với. Chứ không phải là mình không biết. Cái này mình biết lâu rồi, mà cái này về vấn đề là thao tác tay á. Nên là mình không có sử dụng cái cách ý. Còn mình biết cách ý rồi. Thì mình cũng cảm ơn bạn Nguyễn Nhật Quang đã lại nhắc mình. Cảm ơn bạn rất là nhiều, lại tặng mình một cái super thanh nữa nhé. Vậy là khoảng thời gian từ 1 năm trước mình có làm video make số 725 về một cái đội hình huyền thoại. Tuy nhiên sau 1 năm mình đã nhận được một yêu cầu mới về nội dung này. Tuy rằng cái tiêu đề giống nhau nhưng đảm bảo cái độ thú vị cũng như là những cái yếu tố trong đó là khác nhau rất nhiều. Mời các bạn theo dõi nha. Vòng cung 12 Redox, phòng đĩa 12 cả 16 Brick House, phòng lao 8 Gate Crusher với hai khẩu phòng pháo tầm xa 10 Cuối cùng đó chính là Barton với vệ tên lửa và súng điện. Một cái set đồ hết sức là quốc dân từ cái thời mà chưa có phi công. Được rồi, các bạn có thể thấy rằng là trên đây đúng là đội hình huyền thoại, nhưng xét về mặt vũ khí thì sao? Vũ khí thì nó có vàng này, có tím và có xanh. Nên kiểu đây nó chỉ gọi là những cái con robot huyền thoại thôi. Còn về mặt vũ khí thì không thể nào nói là huyền thoại được. Sở dĩ là video ngày xưa 1 năm trước mình làm ấy, tại vì các bạn yêu cầu nhiều và mình không muốn để các bạn đợi lâu ấy, nên mình đã phải làm cái video này coi như là một cái biện pháp chống cháy. Còn về vũ khí thì nói thật là cái thời điểm này mình còn rất là nghèo, tại vì mình đến với Make Arena sau những cái người làm nội dung khác, nên là cái kho đồ của mình nó rất là hạn hẹp luôn, và mình không đủ tiền để nâng cấp. Nhưng đã trải qua 1 năm và bây giờ đồ của mình đã nhiều hơn, mình đã có nhiều cái thứ huyền thoại hơn, nên mình sẽ làm một cái yêu cầu của bạn khán giả này nhá. Thì bạn khán giả này là bạn An Nguyễn, thì bạn ý có bảo là anh làm full đồ huyền thoại đi anh, robot huyền thoại, mỗi con thuộc một dòng như công kích, hỗ trợ, skin huyền thoại. Súng huyền thoại, mỗi súng một dòng như cận chiến, điều khiển, phi công huyền thoại, mong anh làm. Thì bạn An ở đây đã đặt ra cho mình một cái yêu cầu chủ yếu là gì? Đội hình huyền thoại là phải có robot huyền thoại này, phải có vũ khí huyền thoại này, phải có phi công huyền thoại.
Nếu còn lại mấy cái như kiểu skin các thứ thì thôi chúng ta hãy tạm bỏ qua một bên đi, tại vì skin không phải là thứ mà ai ai cũng có thể sử dụng được trong con game này đúng không? Ở đây thì mình đã lắp xong yêu cầu của bạn An. Yêu cầu của bạn An đã được gửi từ ngày 21 tháng 5. Đó, rất là lâu rồi đúng không? Mình rất xin lỗi vì đến bây giờ mới có thể làm yêu cầu được của bạn nhé. Như bạn nói, mỗi vị trí, mỗi vai trò thì là một con huyền thoại, phi công huyền thoại, vũ khí huyền thoại. Để giới thiệu cho mọi người nha. Đầu tiên, với vị trí là trinh sát, mình sử dụng là Eclipse. Mình ở đây mình dùng cho nó là bắn tỉa nha, phi công huyền thoại nha. Tiếp theo là vị trí hỗ trợ, mình dùng Solid với súng keo. Đấy, phi công huyền thoại nha, vũ khí huyền thoại nha. Tiếp đến là vị trí đỡ đòn, mình dùng là Baton và dùng bệ pháo 16K8, phi công huyền thoại nha. Và cuối cùng là vị trí công kích, mình sử dụng Seeker với thần tốc 12K8, phi công huyền thoại nha. Rất tiếc phi công này là cho bộc phá nhưng không sao cả. Được rồi, trong game của chúng ta hiện tại có 4 vai trò, đó chính là trinh sát, hỗ trợ, đỡ đòn và công kích. Hy vọng là tương lai maybe có thể có cái vai trò số 5 đúng không? Thì chúng ta sẽ có thêm một cái ứng cử viên ở đây. Còn đúng như yêu cầu của bạn ý, đây đã hoàn thành một cái đội hình huyền thoại với tất cả những vai trò này. Vũ khí thì mình thấy hợp con nào như thế nào thì mình lắp thôi. Phi công cũng huyền thoại nha. Mời các bạn đón xem những trận đấu của mình nhé. Lại gặp lại thanh niên này. Ok. 3, 2, 1, go. Và chiếm cái cột này nhé. Xem thanh niên ý chiếm cột nào trước. Rồi. Nó có điểm hạ gục trước rồi. Ôi, nhanh thế. Không đủ sát thương kìa. Không đủ sát thương người ta. Bắn tỉa rồi, lại bắn tỉa rồi. Thằng này nhá. Từ. Vấn đề bây giờ bắt được nhịp thanh niên đang cam. Ok. Ui dồi. Từ nhá. Thanh niên đang đứng đây để cam đúng không? Thì mình phải làm cách nào đó mình chạy ra được cái sao đó. Bình tĩnh nào. Đây đây đây. Dính một chút kìa. Ui đông hết, ở đây không được rồi. Xong rồi xong rồi, ở đây không được rồi. Ép hai cánh rồi. Chỉ ép hai cánh rồi. Tự nhiên cái bọn này này. Bọn này nó đông thế nhỉ. Nếp ta một đống ở đây ạ. Nó ép ca một đống ở đây. Nổ tới không? Ok, không tới. Bắn viên nữa vào đây này. Bắn viên nữa vào đây này. Không tới à? Vẫn chưa có tầm nhìn. Tới chưa? Được vài viên này. Con xì cờ. Mình thấy con xì cờ. Ra chỗ đông đông này để đứng nè. Được. Được. Nó chơi được không? Ok. Cứ nhìn mình lại thôi á. Nào, biến đây. Biến đây. Không biến à? Còn biến của nó xa lắm. Không đủ luôn ạ. Đây 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 đây, nào đây nào đây. Nó vẫn tiếp cận mình á. Nó vẫn tiếp cận mình á. Nó vẫn tiếp cận mình á. Rồi nha. Không ăn được. Ok. Từ nha. Còn con button này không biết có ăn được nó hay không đây. Rồi nha.
này thì si nè, si mới chặt cờ. Si cờ nó rất là khỏe. Nó ra ở đâu ấy? Rồi. Từ từ nha, đứng nấp thôi. Nó không lại gần đó, chả làm gì được mình. Có giỏi đi ra đây. Có giỏi thì đi ra đây. Trái phải. Ôi rồi. Cái gì cơ? Chấp luôn á. Khỏe đấy á. Ui. Mình không nghĩ là nó khỏe đến thế đâu. Mình không nghĩ là nó khỏe như vậy đâu. Nó dám lại nó chơi, nó chấp mình cái khiên cả HP luôn á. Ai trời ơi. Rồi nó không biết mình ở đây đâu. Bất ngờ chưa? Được, có 2 điểm bỏ mà trận đấu khá là khó khăn. Lại cầm lại thanh niên. Ây da. 3, 2, 1, go. Get out of my way. Mấy con này của mình không đỡ lại được con Seeker của thanh niên. Mỗi con bát thường là mình còn khả năng là đỡ được, chứ còn mấy con kia này bị nó nhầm dính thì thôi rồi. Và hơn hết thì đấy, nó lại ra bắn tỉa đấy. Con Panther không làm được gì con Panther cả. Ok, cái thế quái nào. Nó vào tận nhà mình kìa. Bọn này nó vào tận nhà mình. Rồi xử được con Panther này bây giờ. Liều nhá. Liều ăn nhiều. Không liều thì không ăn. Liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít nha. Ok, mình nghĩ nó ra con Seeker á. Kiểu gì thanh niệm ra con Seeker để chơi con này của mình thôi. Không thoát vào đâu được. À, nó ra con tia trọng lực. Nó ra con Eclipse tia trọng lực. Từ từ nha, kỹ năng mình hết rồi. Đây, nó đây này. Nó ra con Eclipse tia trọng lực. Từ mình cứ phải bảo vệ cái cột trung tâm này cái đã. Đây này, nó đây này. À, nó đấy. Bình tĩnh nha. À, làm, ui, bắn thêm một hụt kìa. Các bạn là mình cũng hơi run tay á. HP mình còn ít quá. Rồi, lại để nó chiếm mất cái cột trung tâm rồi. Hỏng bét rồi. Ra đây soi mình không? Có dám ra đây soi mình không? Mình tàng hình thì mình không sợ cái tia trọng lực ý. Cái này khó rồi đây. Cái gì đấy nhở? Mình không nhìn thấy nó đâu ấy mà nó vẫn quét được cái tia vào người mình hay dữ ha. Lên đi, lên đi, đừng đứng ở nhà nữa. Có con chặn cửa à? Đúng rồi, có con chặn cửa. Tại sao không con nào nó lên? Rồi hết rồi nha. Ui, dính đúng cái khiên nó quay ra nữa. Đỡ. Rồi ok. Bắn vào tường nhưng cũng hơi ảo. Hơi ảo chút xíu. Rồi lên đi. Lên đi. Rồi nhá. Ok. Thế mà vẫn còn HP để đứng đây cả. Ok. Lên đi. Hỗ trợ tận răng được mà không lên được là sao? Lên đi mấy đứa ơi. Rồi nó ra cối nhá. Cột này vẫn không có nào chiếm ạ. Cối ngoài nổ á. Từ từ nhá. 3, 2, 1. Màn hình. Ở đâu rồi? Ok. Ở đâu rồi? Nó ở đằng kia rồi à? Kia nó ở đằng kia rồi ạ. Nó lại ở đằng kia rồi nhỉ. Được nha, nhìn nó choáng phát nữa này. Nó trâu thế.
Nó cho thế. Rồi nha. Nó thay á. Biết ngay. Đứng cạnh button nha. Rồi. Ném nó này. Ném choáng cái này. Ném keo vào mặt nó này. Ném keo vào mặt nó này. Ném choáng nó phát nữa này. Ok. Rồi. Nó ra con si cờ á. Nó ra con si cờ á. Cảnh đấy nó ra con si cờ kìa, bây giờ mình phải đứng đây nhá, mình nhìn nó nhá, mình nghĩ kèo này mình thua á. Từ rồi lên chơi nó luôn nhá. Rồi nhá, rồi hết đạn thì mới đau đấy. Rồi nó cũng hết đạn rồi, nó quay về vị trí cũ, mình chơi nó nhá. Này này thì chơi. Đông thế. Đông dã man. Đây trận cuối của mình. Cố gắng, trận này chơi hay. Cố gắng thôi. Còn gắng được đến đâu thì không có biết nha. Tà quá. Mình phải xuống kia thôi. Xuống kia để chơi thanh niên này thôi. Này thanh niên đứng đây này. Này thì bắn. Ui. Cái gì đây? Chấm HP. Ui. Còn chấm HP thôi đúng không? Ui, vẫn còn hơn hơn ấy kìa. Vẫn còn hơn hơn. Này này. Thanh niên đứng. Này. Từ từ nhá. Thanh niên vẫn chưa biết sợ. Vướng quá, không nhìn thấy cái gì hết á. Vướng quá mọi người ơi. Rồi. Hình thức bị hạ bệ rồi. Bắn hình như mình vừa nãy bị bắn vất cái tấm sắt, tấm sắt luôn. Chứ có thấy quái nào mà nó lại như thế được. Thanh niên này chạy nhanh á. Từ từ xem nào. Ôi, ở đây trống này. Rồi cây nha. Yếu nhá. Này thì pháo xoáy với chúng tôi này. Rồi siêu pháo với chúng tôi này. Ok, bên dưới này đang khá là nguy hiểm nha. Mình cần phải dẹp loạn cái bên dưới này cái đã. Dẹp loạn bên dưới này nhá. Bên dưới này nó đang loạn rồi. Ok, khống chế rồi. Được không bạn ơi? Rồi nhá, đã dẹp loạn rồi. Bạn cho tôi đi cái, tôi thở cái bạn ơi. Rồi, có cái gì đó ở đây nhá. Có cái gì đó đằng này nhá. Đây, kìa. Không đủ sát thương kìa. Bên này nhá, từ từ nhá. Này thì đứng đấy này. Đằng sau một con Airy là một con Eclipse với đôi bắn tỉa nhá. Phía sau một đây mày cô gái, cái gì đây? Phía sau một chàng trai là một chàng trai nữa. Ờ đúng rồi. Quá là tuyệt vời. Phía sau một chàng trai là luôn có một chàng trai nha. Như này này, mất này. Ôi không được đó này, từ từ bình tĩnh nha. Nào đi ra đây. Này, ôi dồi. Bắn vấp cái khiên. Đây tôi đây bạn ơi. Ờ chắc bạn xử lý được rồi đúng không? Bạn xử lý đông này, chạy được hay không? Không chạy được rồi, nó tím rồi. Đừng để nó, đúng rồi, phế nó đi, bạn ơi, phế nó đi. Con, cái gì, bạn bắn tôi á. Từ, bình tĩnh anh ơi. Rồi nha, cứ từ từ thôi, rồi nó ném nết nha. Mình sẽ chơi bình tĩnh nào. Con này trước. Hai ba con. Đâu. Đây, tôi về đây. Đây nha. Căng quá nhở. Mọi người ơi, video của mình hôm nay đến đây thôi. Rất là căng thẳng. Thực sự rất là căng thẳng trận cuối luôn. Căng quá nhỉ. Mình có 4 con nên cũng hơi sợ. 4 con hơi sợ các bạn ạ. Nhiều tình huống chơi như này cũng thua rồi, tại vì có 4 con nó không còn con nữa để chơi á.
Nếu không sao cả, mình cũng đã rất cố gắng cống hiến cho các bạn một video hay. Hy vọng các bạn thích video này nhé. Và đừng quên like, đăng ký kênh ủng hộ mình để kênh mình sớm cán mốc 20.000 người đăng ký nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.